Chào các bạn, trên tay tôi đang là cái sản phẩm nhựa PP và đã được in rất là nhiều loại mực ở đây. Tôi sẽ tiến hành test xem loại mực nào bám có độ bám tốt nhất. Thì là mực trắng, cạo như bột, bong, vàng bong, đỏ, đỏ không bong, vàng bong, xanh. Xanh có vẻ tốt hơn một chút thôi nhưng vẫn bong, và đen bong hoàn toàn. Như vậy là cái mực bám tốt trên cái chất liệu PP này là cái mực màu đỏ. Mực đỏ đây. Tôi sẽ tiến hành test thêm cái bước là dán băng dính vào giặt ra. Đây như các bạn quan sát đây, tôi đã dán một cái miếng băng dính vào đây rồi. Và bắt đầu tôi giặt. Thì cái mực đen này,